jatuh ke một cái là chỉ cần mấy mình sẽ giới thiệu cho các bạn cách đâu hay cụ sẽ đặt ngắt đây nhìn rất là ngon rất là dễ thương rất đẹp. Bây giờ thì mình cũng bắt đầu tổ được cục cải như vậy. Mình sẽ tổ cái cục này toàn bộ sẽ là màu đan màu xanh nhỏ nhé. Rồi giờ thì mình sẽ hoàn thiện xong cái phần củ cải đây nhé. Đây. Ok, bây giờ thì mình sẽ tô cái phần củ cải này. Phần này thì mình sẽ tô nó bằng màu đỏ như thế này. Thế thì mình sẽ tìm lại cho nó đi. Ok, rồi. Như vậy là bắt đầu hoàn thành tổ sắp hai cục củ cải này. Đây, nhìn rất là ngon luôn. Rồi, xin lại kết thúc video. Tôi đây cảm ơn mọi người theo dõi. Chào, like và subscribe để ủng hộ mình nhiều nhé.